tất cả. Một chương trình truyền hình dành cho bố và con đã xuất hiện, nơi các ông bố được trải lòng về những khoảnh khắc đầu đời của con. Nơi bố và con đi tìm những sự trùng khớp về sở thích và tính cách. Nơi các ông bố được trổ tài vào bếp, phục vụ các con những bữa ăn đầy dinh dưỡng. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của hai MC vô cùng tâm lý và đáng yêu, MC Hồng Phúc và diễn viên Phương Lan.